Chào các bạn đã quay trở lại kênh 333 Audio Sài Gòn Shop, có địa chỉ tại 333 Nguyễn Trọng Tuyển, thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay mình xin giới thiệu, mình mới về được con âm ly có model là Denon PMA 2500 NE. Đây là dòng âm ly cao cấp đến từ hãng Denon Nhật Bản, được thiết kế mặt nhôm thay xước màu trắng. Máy mình về tình trạng như mới, không một tì vết, không vết xước, không vết lông mèo, tất cả còn nguyên zin nguyên bản và rất đẹp. Bao gồm một cái catalog, một sợi dây nguồn và một cái kiển zin. Dòng 2500 NE là dòng premium amplifier, chứ là dòng âm ly cao cấp, được sản xuất vào năm 2006, kéo dài cho tới năm 2008, sản xuất tại Nhật, điện 100V và có công suất tiêu thụ là 310W, đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm, loa các bạn có trở kháng 8 ohm, công suất ra mỗi loa là 80W, loa các bạn có trở kháng 4 ohm, công suất ra mỗi loa là 160W, đầy đủ các tinh chỉnh bass, treble, ba lăng, sụp direct và đường power arm red. Dòng này tích hợp thêm cái đát giải mã lên đến 32 bit. Cái đát giải mã các bạn có thể kết nối trực tiếp từ các nguồn phát phụ, hoặc từ smart TV, hoặc từ laptop, máy tính chuẩn USB, AP, các bạn chơi rất đáng chơi ngay các bạn. Máy về bao gồm một cái khiển zin, các bạn có thể tăng giảm volume hoặc các bạn có thể chuyển ngõ. Đây là đường optical 2 nè, các bạn có thể kết nối trực tiếp từ hai smart TV nè, USB đát, các laptop, máy tính nè, phono là kim âm địa thang nè, CD nè, ngõ RCA thông thường, đường network, đường RCA thông thường, đường AUX, đường recorder là mình giống đường tép, cũng đường RCA thông thường. Extension rê là các bạn sử dụng âm ly lúc này như một cục đẩy công suất, nó không có phần rê, nó cắt đi phần rê, khi đó công suất phát ra rất lớn. Thông thường các bạn kết nối qua cái đường extension rê để xem âm ly như một cục đẩy, các bạn dùng để hát karaoke trong không gian gia đình, lực đánh cũng rất tốt nha các bạn. Rồi mình cho các bạn nghe cái đường CD trước. Rồi bao gồm một cái catalog, một sợi dây nguồn nhẫn ngóc của nó đây. Hai bên của nó là các bạn sẽ thấy hai hồi nhôm rất dày, không chảy xước, không ngưng móc, thì còn bụi ha. Rồi mình quay mặt sau cho các bạn xem trước luôn. Nhìn tổng thể mặt sau con này các bạn nhìn rất mới nè, tất cả ngõ rời xa, không có hiệu ứng rút. Đó, cartridge, phono, CD network, AUX recorder. Đó, recorder in out đó các bạn nhìn. Rất vàng, không hiệu ứng rút ha. Extension rê là khi bạn kết nối thì âm ly giống của đẩy công suất ha. Đánh được hai cặp loa phù hợp, loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh hai cặp loa cùng lúc phù hợp, loa có trở kháng từ 8 tới 16 ohm. Nếu các bạn đánh BY, tức là các bạn ghép những dòng loa đời mới, cái hai cầu, cầu trên, cầu dưới, thì phù hợp loa có trở kháng từ 4 tới 16 ohm. Đường giải mã nhạc số thì có hai đường cáp quang, hai đường đồng trục và một đường USB DAC máy tính ha. Thông tin là Denon PMA 2500 NE IC 100V 310W Suri 2125 đuôi, được sản xuất vào 2018, là dòng đời cuối cùng trong series NE luôn nghe các bạn. Đó. 2500 NE được sản xuất 4 năm, từ 2016 tới 2018, thì con này được sản xuất 2018, made in Japan, rất đẹp các bạn. Rồi sẵn mình mở nội thất cho các bạn xem luôn. Nắp của nó ở trên là tất cả còn nguyên zin nguyên bản, lớp sơn zin luôn nghe các bạn. Rồi nhìn vào tổng thể nội thất là các bạn sẽ thấy hai tăng phô rất vàng, hai tụ lọc nguồn được sử dụng tụ mi chân 71V và 12.000 microfarad, tăng phô phục vụ và cầu chì bảo vệ nguồn ha. Con này như mới, không có điểm chê, hai tảng nhiệt tương ứng vào mạch công suất bên phải, trong khe sẽ có hai sò và bao mạch công suất bên trái, trong khe có hai sò, tổng cộng máy chạy 4 sò MOSFET ha. Phần rề và mạch tín hiệu vào đây nè các bạn, rất đẹp luôn các bạn. Đó, ngóc ngách là con này là trường sắt trắng trắng tinh luôn ạ. Rồi dòng này các bạn mua về nghe trưng bày đều rất đẹp mắt, rất có giá trị, nghe nhìn sưu tầm nghe các bạn. Những dòng 2500 NE phù hợp đa thể loại nhạc, và đặc biệt nó rất dễ ghép loa, các bạn có thể ghép được những dòng loa bô từ 101 tới 901, các bạn có thể ghép được những dòng loa Nhật Mỹ, những dòng loa đời mới, những dòng loa hi-fi, BMW, Tannoy đều đánh tương đối rất tốt nha các bạn. Rồi sau đây mình mời các bạn nghe thử một đoạn nhạc qua đường CD thông thường nha các bạn. Cái khiển của nó là các bạn chỉnh full chức năng, tắt máy, mở máy, chuyển ngõ, tăng giảm volume nha các bạn.
direct ha, không trình bắt em mà làm cái màu. Ở đây là có bao và nút volume. Em không nói sao em cúi mặt em giận hờn anh chăng? Các bạn muốn nghe chức năng giải mã nhạc số thì các bạn có thể sử dụng trên nút input selector hoặc trên cái khiển nha. Các bạn network nè, RCA thông thường, recorder, intention array, đường đồng trục 1-2 và đường cáp quang. Các bạn có thể kết nối trực tiếp từ Smart TV ha. Một người đêm tây gối chia ly có gì vui. Trời chức năng mình đã test hoạt động hoàn hảo. Máy bán ra con này là xinh đẹp xuất sắc, like new, không một tì vết gì nghe các bạn, còn rất sáng rất mới, bao gồm một cái sợi dây nguồn zin, một cái catalog và một cái khiển zin. Mình bán với giá rất tốt, chỉ là 35.500.000 đồng, mình bao ship toàn quốc nếu bạn nào thanh toán đủ, còn bạn nào thanh toán code mình không bao ship, dành cho con âm ly zin đẹp xuất sắc không tì vết. Bạn nào có nhu cầu gọi mình số điện thoại 0903 747 111. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tạm biệt.